Thấy được. Em quay vào anh cái. Quay xem chưa? Đây. Không thiếu một nguồn. Không bao giờ phải thèm. Nha. Cái mã đầu tiên là không là. Xin giới thiệu với anh em giao dịch khủng nhá. Giờ có một người xem là thế nào, ai đây? Tuấn Trần. Giao dịch khủng nhá. Lão Long Kim Cương nghe rồi. 10 người xem rồi. Đây nhá, là tiếp tục nhá. Này tiếp tục là mã 250 nhá. Thằng nào vừa chuyển 950 nữa nhá. Giao dịch khủng. Em ơi, chỉ anh livestream như nào? Vâng. Đâu cái ấy đâu? Không cái đó. Đang trực tiếp lắm. Đâu nhưng mà xem cái xem bình luận đâu. Xem bình luận này còn chào anh em. Đây, anh Tuấn không xem này. Tuấn, có một thôi chứ, sao đây 15 mắt mà. 15 mắt rồi đang bắt đầu chơi. 16 rồi. À, ông Mai Vũ hả? Ông Mai Vũ lên đây đón cây này. Độc Long Kim Cương đã về Hải Dương nhá, anh em nhá. Ông Mai Vũ lên đón cây này. Hàng thương hiệu. Nói về cái này nó bất đi. Ôi giời, Độc Long Kim Cương. Cái này nó cũng bất đi. Ờ thì thôi, tại sao lại mua? Còn ông nào cũng phải à. Về nhà bác Trường Giấy. Về nhà bác Trường Giấy. Thưa thương vụ, chuyển nhượng cây Độc Long Kim Cương của chú Hòa Taxi. Về nhà bác Trường Giấy Hải Dương. Anh cây này bao nhiêu? Cây này bác ấy mua cũng phải tiền chục tỷ đấy, trên chục tỷ. Ghê gớm lắm, cây này nổi tiếng lắm. Cây này với cây dưới là hai cây nổi tiếng nhất của bác Hòa Taxi đấy. Thế là bắt cả hai? Đợt trước là bắt cây kia, dưới trước, bắt dưới trước, bây giờ bắt nốt Độc Long Kim Cương. Các bác thông cảm, em quay cây đang chuyển xuống. Toàn siêu phẩm thôi. Si. Xuân ơi, đứng cạnh cây ơi. Dương ơi. Ba, Xuân Ba, đây là nghệ nhân cắt cây của bác Trường. Đấy, đang ra nhận cây Độc Long Kim Cương. Vâng, anh Khuynh. Em chào anh Khuynh. Bom nhiều tấn chứ không phải bom tấn nữa. Bom nhiều tấn. Có tiếng không chú Hòa ơi? Bán hai cái này chưa lúc nào vui. Là chú ơi, không quan trọng, quan trọng hôm nào lại đi mua. Rồi, như vậy về đây là xứng đáng rồi nhỉ.
anh em cứ đam mê đi, mua nhiều cây nữa. Mất rồi Dương ơi, đấy đi làm. Có những thành phần một coi như là có tiếng bao cho năm nay chỉ là tiếng háo. Đúng rồi, em cứ đưa lên nào, người ta đánh Hòa nói như thế. Đây em đang live stream trực tiếp đây rồi. Chưa bao giờ nói về cây của anh Hòa, nhưng đến giờ này để bán được cây thứ hai này có thể nói là thường là nhất. Em có đối thủ. Đây vợ chú Hòa đây, đây, đây. Mệnh phu nhân đây, phu nhân đây, vừa nhận xong rất nhiều tỷ tiền ngay, không thiếu một xu, ngay và luôn, tiền không thiếu một xu, nhận rất nhiều tỷ, bây giờ đang cười tươi rất là vui. Mất ăn mất ngủ mấy tối vì là tiếc cây, nhưng bây giờ lại, nhưng bây giờ về đây là xứng đáng rồi, không tiếc nữa đúng không? Thôi. Một cây xanh chú Hòa gắn bó rất lâu năm, đi rất nhiều triển lãm, tạo được rất nhiều thương hiệu và tiếng vang, nay đã về ngự tại lâu đài nhà bác Trường Giấy. Em cũng tự hào là người Hải Dương, là có người đam mê và sưu tầm và được sở hữu được những cây như bác Trường như thế này, là bọn em tha hồ ngắm sướng. Ra sân chơi ai đẹp ai xấu người ta sẽ nhìn đến ngay, cuộc đời không cần nói, khán giả cũng như là giám khảo phải cấm đi mà thôi. Đúng rồi, tự mình mà nói là cây mình đẹp chưa đủ. Đúng, chưa đủ, phải nó phải là đẹp thật. Em muốn nhận ngay không? Vâng, đúng rồi, tất cả giám khảo đi xong cây đấy là những người cấm đi. Vâng, tuyệt vời, một tác phẩm già kinh điển luôn. Duy này ra tất cả những cây, anh không nói những cây nào, nhưng có những cây hiện lên 5-70 tỷ thì cây này 300 tỷ. Vâng, đúng rồi. 300 tỷ nhưng quan trọng này cũng chưa bán đấy nhỉ. Vâng, chủ nhân chưa bán. Vâng, nhưng nếu như trên hạ có những cây 5-70 tỷ, 100 tỷ thì cây này nó phải 300 tỷ. Vâng, 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 đấy, đấy là lời nói của chủ nhân rất yêu cây, rất quý cây đấy, vì có công việc cho nên nó phải chia tay tác phẩm sang chủ nhân mới. Rồi. Em cố trèo lên để em. Thôi tuyệt vời. Anh Khánh ơi. Anh nhìn đi. Đúng rồi, cây quý là ở Lầu Son. Trước đây cũng có nhiều người mình nghĩ là không bằng lòng với những gì anh có. Nhưng mà anh dám nói rằng là cũng không thằng nào dám nói bảo cái này không đẹp. Còn mọi những cái nếu mẹ mày bao nhiêu năm nay ấy, nhưng cuộc đời chơi cây những cái gì của người ta đẹp phải nói là đẹp. Đẹp phải nói là đẹp, và cây đẹp không thể mua rẻ được. Cây đẹp phải mua tới tiền không thể rẻ được. Thế nào? Bác có thấy cây về nhà mình có vui không? Quá vui, đẹp quá nhỉ. Đấy, cây nó kỳ dị thế cơ mà. Làm sao mà sếp không mua? Xuống xe nó mới đẹp anh. Ừ. Bao nhiêu ngày mất ngủ. Vâng, bác cái tâm trạng bác Hòa, bác ấy yêu cây lắm. Có rất yêu cây, bác ấy yêu cây lắm thì bác ấy có cái kết quả được đẹp viên mãn như thế này. Chia tay vợ 2, chia tay vợ 3. Về đây hết, cứ dần dần rồi về đây hết. Không phải là cây, cây công nhận đâu. Về nhà giàu. Đấy. Cậu to hả? Cậu này cậu to, phải cậu này với lưng được. Đây này Ngọc ơi, đấy, kinh điển luôn, không nói nhiều, cứ về là
cứ cây về nhà là sướng thôi. Tuyệt vời, toàn cây tuyệt vời thôi, toàn tuyệt phẩm thôi. Lão Mai đại thụ đây. Đấy, hôm qua phải dọn chỗ ra, dọn ra đấy, thêm đấy, xếp đây này đấy. Cây này nó phải để bên này chứ. Quay vào à? Mặt này mà. Mặt này. Cứ cẩn thận nhá. Nặng lắm, anh bảo đá này sao nặng. Nặng. Nó chiếu cẩu xuống. Đây bảo anh Hòa lấy thêm ba vợ nữa ơi. Ông là quáng quá không nhìn, không trả lời các anh được. Quáng quá không nhìn đấy, cứ quay thôi. Cây hàng triệu đô anh. Cây triệu đô đấy. Đời người chỉ cần có một cái cây này thôi, chứ cần gì nhiều á. Thế là không có. Cần nhiều chồng nhiều vợ gì đâu. Thế là có lâu đài rồi. Lâu đài nhỏ. Các bác có những cây long đẹp là chuẩn bị lên giá đi nhá. Các bác có những cây long đẹp là chuẩn bị phải lên giá lên. Không là mất hết đấy. Độc long kim cương. Vâng, độc long kim cương về nhà mới, bác Trường Giấy, Hải Dương. Nhà bác thôi. Ơi. Xem là nó khoảng cách rồi. Nó vào cái vị trí này. Không có giá. Về đây không có giá. Trong cái chơi về Bắc Trường chưa có giá. Hiện tại là chưa có giá. Giao dịch đã xong. Đạp lên mai rùa đúng không? Mai rùa. Rùa đây. Ờ, cái đá. Cái đá. Bảo cho nó lui về giữa hai cột thì hay hơn. Lui ra tí. Lui ra. Lui. Lui ra. Cây dầu ấn hiện nay có 3-4 cây đang nằm xuống cây dầu ấn. Nhưng cây này thì mãi bảo mãi không có cây nào được. Cân giữa đây, cân giữa nữa đi. Đã kệ anh. Biết rồi, anh kệ. Chỉ thế nó lướt qua tí được rồi. Anh qua, anh hỏi kê chỗ nào, tụi kiện cái năm qua cả ngày qua. Vũ Tạ tít mít ơi, em phấn đấu lên nhá. Chưa có cây đẹp đâu Vũ nhá. Lan đẹp em có nhưng cây đẹp chưa có đâu. B
bom nhiều tấn nổ. Không cả đêm ấy, bác gái bác bảo là bán cây là khóc cả đêm hôm qua, thôi không sao đâu. Nghèo lên anh bơm tiền cho Vũ ơi. Lan anh không có cây, anh có đấy, anh bơm tiền cho. Vâng, bác Hùng ơi, tuyệt vời lắm. Bác Trường hôm nay vui lắm. Bác Trường được cây đẹp là bác ấy cứ rất là vui. Nếu không phải là em, không phải là em lấy được cây này của anh Hòa. Tuyệt vời, câu nói rất tuyệt vời của bác Hòa. À, anh Thắng Nhôm nhá. Anh Thắng Nhôm mới là người cứ âm thầm lặng lẽ rút toàn cây số mang về sân để thôi. Vâng ạ, vâng ạ, cô ạ. Mấy đêm không ngủ được ấy. Ông Hòa mấy đêm không ngủ được vì bán cây, ông ấy tiếc lắm. Đấy, ông ấy tiếc lắm, cây dưới trước ông cũng mất mấy đêm, mấy tháng không ngủ được. Thế bây giờ đến cây độc long kim cương cũng thế, thì có khả năng là sức khỏe ông ấy lại khéo lại yếu kém ấy. khi người đam mê đạt tới cảnh giới không đâu anh Thắng ơi, anh Thắng ơi, anh Thắng Nhôm nhá, em biết rồi. Xuân Ba thế nào, cười cái gì chứ? Đây là giới thiệu là anh Xuân Ba này là chuyên chăm sóc, tạo tác và cắt tỉa giúp bác Trường Giấy tại vườn ở lâu đài Hải Dương này. Thế rồi pin của mình yếu quá. Tác phẩm đã được an tọa mà quáng quá, nó ngược ánh sáng. Chắc cái chậu này về rồi lại phải. Ồ, màu cái chậu nó giống như màu tường của bác Trường Giấy này. Giống màu tường hoa. Nhưng mà cái đá này giống đá này anh nhỉ? Không cầm. Em đang live stream. Bác nào mà có sân chơi mà bằng góc bé xíu bác Trường cho là sướng lắm. Nhà mình chứ nhà ai? Nhà mình là sẽ có một góc chơi bằng góc bé xíu của bác Trường, đúng không? Nhà Duy Sượt là có, em phải tự hào chứ. Làm sao phải khiêm tốn, nhà mình chơi mini còn bác chơi cây to. Cây của mình cũng to chứ.
cây như vừa nãy là bự. Đấy, dễ đây. Ơi, cái đá này nó giống đá kia kìa. Đấy, đẹp lắm. Ơi. Không, bể đá nhưng mà bể đá mới, không phải bể đá cổ. Sau này bác Trường bác ấy lại lựa đấy. Lựa. Thôi, để. Rồi. Độc Long Kim Cương đã an toàn tại nhà bác Trường Giấy. Và em cũng xin kết thúc cái video ở đây và xin chào anh em nhà mình nhá. Tại vì này cũng em có công việc rồi. Kết thúc ở đây à? Không ơi. Kết thúc ở đây à? Từ. Rồi. Anh Quảng ơi, sang ngắm Long anh Quảng ơi. Anh Quảng Vũ ơi. Anh Quảng ơi, sang ngắm Long thôi. Dậy thôi, muộn rồi, ngủ muộn quá. Chưa bình minh. Đúng rồi, bọn anh toàn đội ngủ muộn. Cây để đúng chỗ. Dạ vâng. Quý vật tìm quý nhân. Hoa hậu không biết là xuất phát từ ở Bến Tre hay là Cà Mau hay là ở đâu không biết, nhưng mà cứ về đây nó mới tỏa sáng được. Cây để đúng chỗ.